Các bạn đã biết tin gì chưa? Mình đã tìm thấy con tướng 5 vàng 3 sao lỗi nhất mùa 9.5 rồi đấy. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Tiếp nối chuỗi rát vàng 5 tiền hôm nay sẽ là một trận oách hơn cả hôm trước. Video trước mới có 3 con mà các bạn đã ố á rồi, là mình phải lên hẳn video này 5 con tướng 5 tiền 3 sao cho các bạn lác mắt luôn. Trước khi vào trận thì hình như là nhiều bạn chưa biết, mình đã chuyển qua livestream trên kênh YouTube Nắng Official khá là lâu rồi. Các bạn qua đây để mỗi tối 19:30 chơi game bốc phét với mình nhé. Giờ thì mình sẽ vào game luôn để trả lời cho bạn câu hỏi con tướng 5 vàng 3 sao lỗi nhất mùa 9.5 là con nào? Legend Tamken được mình lựa chọn để hợp tác tìm kiếm 5 vàng 3 sao. Đại sảnh cửu trụ là thành phố được chỉ định cho trận đấu này. Ba rau quái đầu tiên mình chỉ nhận về hai mảnh đồ là một găng và một gậy. Tận dụng nhiều tiền rơi ra từ rau quái để tích 10 vàng ngay vòng 1.4. Lõi công nghệ vàng xuất hiện, mình chọn luôn nhà tài phiệt cho đỡ phải nghĩ. Các lõi khác thì roll lấy lệ ấy mà. Nhiều tiền từ rau quái rồi thì rau này mình cũng tích tiếp 30 tiền thôi. Chỉ để lại trên sân hai con Zihin với cả một con Redstone, xem là clear được chết nào hay chết đấy. Nhà đầu tiên mình gặp level 4, mình clear được một chết và để thua, tất nhiên. Thấy mình đang có 37 vàng ở round này, bán luôn 3 tướng trên sàn đi tích 40 vàng. Eco trắng nên là thua nguyên sàn với 4 chết. Đau nhưng mà giàu. Lỡ tích 40 vàng rồi mà không tích 50 vàng thì hơi phí nhỉ. Đúng. Mình tiếp tục eco trắng ở round này. Không hên lắm vì round này gặp cái nhà level 5 đấm mình đau vãi. Lượng máu còn lại là 77 chỉ sau 3 round. Nhặt về chiếc cung 2 tiền ở chợ để tí lắp đồ cho dễ. Tiếp tục chỉ cho Soraka và Milio vào sân để tích 60 tiền. Round này mình hên hơn, gặp cái nhà AFK mới vào lại chưa xếp bài. Mình clear được một chết. Hoàn thành chuỗi thua 5 với 65 máu. Sau khi mình gặp tiếp một nhà level 4 ở 2.6. Một kháng phép, một giáp, hai tướng 3 tiền và hai tướng 4 tiền là tổng quà mà mình nhận được sau khi chăm chỉ đấm đá. Thêm một bất ngờ dành cho mình khi mà Nasus xuất hiện ở cửa hàng ngay sau đấy. Trùng hợp là hai vị tướng 4 tiền mình nhận được ở round đá vừa rồi lại chung form bài với Nasus. Món quà rơi ra từ đại sảnh cứu trụ round này là một chiếc xẻng. Cho tướng vào sân để đép, mình chưa lên cấp vội mà chỉ lắp mỗi cái cổ đao cho Azir thôi. Gặp luôn nhà Demacia đã có Fiora ở level 5, họ đấm mình hai chết. Lõi kim cương xuất hiện ở vòng 3.2. Vừa ra Surima cho người ta xong, giờ lại ra lối đi riêng thì sao mà chọn được. Hỗ trợ tại chỗ cũng không cần nốt. Ron xem là có gì mới mẹ không thì có. Kho thần tích và pháo đài bất hoại cũng không ok lắm. Mình lấy tiền từ lõi của Tamken thôi. Up level 6 bắt được vài tướng hư không nên là mình cho vào sân đép cùng với bọn Surima. Lắp luôn thú tượng cho Nasus tanh để còn đép lên 9. Chứ lõi kim cương này họ đấm mình chết. Đối thủ lần này mình gặp đang đép bằng Ionia và thách đấu. Có một thắc mắc là ông này lấy lõi sống vội và khuyến mãi kinh nghiệm nhưng mà lại không lên cấp là sao ta? Chắc là không tập trung, vừa chơi game vừa nhắn tin với người yêu à? Đam và tanh của mình tạm thời là ổn để mình có được chiến thắng đầu tiên. Lên 7 có bó Surima nên là mình thay vào sân cùng Silco và bỏ tạm 3 hư không đi. Người lấy toàn tiền gặp người lấy toàn kinh nghiệm. Combat quyết liệt đến phút chót, Azir khẳng định mình là vua và giữ lại chiến thắng thứ hai cho mình. Sao mà đó được? Nhìn con Nasus ở chợ thèm chảy rãi, nhưng mà có đến lượt mình đâu, mặc dù mình cũng đi chợ thứ hai đấy. Thôi lấy tạm về cái cung để tía lắp cuồng đao ấy. Nhìn cái tỷ lệ này xem lại bảo game này không phải là game nhân phẩm đi. Level 7 15%, nhưng mà trong cửa hàng của mình cùng một lúc xuất hiện cả 5 tư 4 tiền. Trong đầu mình lại xuất hiện một ý tưởng mới là đép bằng Ionia thay vì Azir. Mình bán Azir đi đổi đồ cho Nila và ghép luôn ấn Ionia cho nó. Gặp luôn một ông khát máu đánh phù thủy cạn 7 đẩy máu lúc đi. Thắng luôn mình để tiếp tục cháy 100 máu khiếp thật. 3.6 đối đầu với một nhà đang đép bằng Ionia cho đồ Naafiri mà nó mới một sao chưa có đam lắm nên là mình vẫn thắng được và giữ thêm tí máu. Gamplank cũng quá vui khi mà mình vừa lên 8 với 80 tiền thừa. Một Neko vàng, một giáp, một gậy, một BF cùng với cả một ít tiền là đồ mà mình nhận được sau khi giết 5 con sói. Đại sảnh cửu trụ cho lobby 20 tiền ở vòng này. Lắp luôn thêm một cuồng đao cho Nila để đép. Gặp người anh em đang xoay bài từ đấu sĩ sang Surima. Tướng thì chưa cho vào sân, cũng chưa kịp lắp đồ, thế là mình đành tiếp tục thắng. Chọn luôn lõi tiền của Tamken cho đỡ phải suy nghĩ. Chọn xong thì con tướng đem lại tài lộc cho mình cũng đã xuất hiện, đó chính là Heimerdinger. Đổi hai cuồng đao cùng ấn cho nó cầm. Sau đấy thì mình roll nhẹ để vừa bắt tanh vừa tìm máy đào vàng cho Heimer. Round này mình gặp một ông anh đánh Pitover lấy động lực cuối cùng cũng 20 số rồi. Không biết là tí nữa có nổ được giống mình không, chứ giờ gặp mình thì là chưa nổ được đâu nhé. Tiếp tục up cấp nhờ lượng vàng hack được từ Heimer và tiền lãi mỗi round. Thì ra là cái ông Demacia này không chơi Fiora hẳn mà đánh slow roll Poppy kêu. Giờ gặp lại ở round này mình xem tí thắng được vì chỉ để thua có một chết thôi.
đủ đồ cho Himmer rồi thì giờ mình kẹp thêm tanh thôi. Đi chợ nhặt con sen cầm kháng phép về để lên 2 lắp đồ tanh là đẹp. Level 9 tự lên sau khi mình đi chợ về và con Himmer này là phần thưởng dành cho mình. Roll thêm một tí xuống còn 40 tiền thì mình lên được Himmer 2, Gunplank 2 và Rai Surima, quá là ok luôn. Tiếp một nhà lấy khuyến mãi kinh nghiệm nhưng mà giờ vẫn không chịu lên 9. Có khi là ông này vừa đánh vừa trông con đấy. Cút ra ngoài. Bài mình đã ổn rồi nên là không cần thêm đam vào sân. Mình bỏ Gunplank ra lại hàng chờ và thêm tanh vào để Himmer hack vào cùng với Rai là đẹp. Hack thêm 28 vàng ở round này, đồng thời tiễn người anh em này lên bảng với cái top 6 luôn. Tiễn! Nhận thêm một lần tiền từ lõi tiền của Tam Ken, mình slow roll ở round quái và bắt được thêm kha khá 5 vàng. Mở sách chọn ấn từ đại sảnh cứu trụ ra, mình lấy thêm cam trường cho Achok. Đồ thừa sau round quái thì mình lắp cái nanh Nasser cho Rai và huyết kiếm cho Achok. Sức mạnh của đồng tiền tiếp tục được thể hiện khi mà mình thắng áp đảo trước cái nhà đang lên 9 này. Bài vẫn khá là nhiều một sao. Tiền thì cứ mỗi lần mình slow roll xuống 70 là y như rằng round sau nó lại lên 90-100. Slow roll thì mình bắt được Himmer thứ 6, Gunplank thứ 7, cho Achok ra ngoài sân và thay vào Kasate 1 cho Himmer của mình hack được nhiều tiền hơn. Và mình đã có cơ hội trả thù nhà kêu 3 sao đồ tệ khi họ đang lên 9, lại còn đã hack được thêm 16 tiền nữa chứ. Roll tiếp, Rise 2 và Kasate 2. Cứ lo ngồi cười cười thôi thì gặp cái nhà phù thủy đang cháy, họ đấm cho phát tắt cười luôn. Do là mình không để đam vào sân nên là bài khá thiếu đam. Cũng may là máu còn nhiều đủ để sống thêm 2 round nữa. Xong round này thì top 3 cũng đã có người tranh rồi đấy. Đi chợ chỉ còn mỗi con sen 5 tiền vì nhà kia lấy mất Achok rồi. Roll mạnh xíu xuống còn 50 tiền để đép lại. Tổng kết mình đang có 6 Rai, 6 Achok, 6 Himmer, 7 Gunplank, 4 Kasante, 3 Ahri và 3 Sen. Có bạn nào thắc mắc là tại sao mình không mua Belvet thì xin mời xem lại cái video Belvet 3 sao nhưng top 2 của mình làm biết lý do nha. Ngủ quên trên chiến thắng cứ tưởng là 5 vàng 3 sao là mạnh. Mình không cho tướng vào sân. Round này dù chỉ gặp bóng nhưng mà nhà kêu đồ tể đã lên 9 đạt ngưỡng sức mạnh tối thượng cho kêu. Bài của mình chỉ đam duy nhất bằng Himmer nên là không đủ. Thua cái bóng nhà này mình còn lại 10 máu. Các tướng 5 tiền gần như đã nằm hết trong tay mình. Rai tận hưởng đôi các bạn ơi. Với 72 tiền hiện có, mình roll mạnh cạn tiền để tìm trước một con 5 tiền 3 sao giữ lại máu. Sau round quái mình sẽ tiếp tục roll để tìm kiếm các con còn lại, bán luôn Sen và Taric trên sân. Kasante là vị tướng đầu tiên được chọn lên 3. Sen 6 con, Achok 7 con, Rai 7 con, Himmer 7 con, Gunplank 8 con và còn dư một cái Deco nữa. Các bạn đoán xem là chuyến này mình sẽ lên được bao nhiêu con tướng 5 vàng 3 sao nhé. Kasante đầy năng lượng tung một cước đá bay gần nguyên sả tìm bạn không khác gì Lý Tiểu Long. Nhưng mà có cái gì lạ lắm các bạn ơi. Con Kasante này bị bốc rồi. Nó đá một phát mà cả hai nhà kia đều trừ 99 máu là sao? Trời ơi, 5 tướng 5 vàng 3 sao của mình mà sao các bạn đỡ lại làm như vậy trời ơi. Tuy rằng là mình chưa kịp dắt vàng hết cho các bạn xem, nhưng mà với cái lượng tướng ra nhiều như vậy và với máu của hai ông kia còn nhiều, nếu mà hai ông đấy không đầu hàng thì chắc chắn là mình sẽ lên được hết đúng không các bạn? Nếu ai mà tin thì mình lên được 5 con 5 vàng 3 sao thì cho mình xin một like. Đéo. Còn ai mà không tin thì cho mình xin một share để mình làm lại trong video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn leo rank vui vẻ. Nếu mà có góp ý gì thì các bạn cứ để lại phần comment cho mình biết nhé. Bye bye.